Thưa quý vị, 359 sản phẩm của 190 doanh nghiệp đáp ứng hệ thống các tiêu chí của chương trình thương hiệu quốc gia năm 2024 và sẽ được chính thức công nhận vào ngày 4 tháng 11 tới đây. Đó là công bố của Bộ Công Thương tại buổi họp báo thông tin về lễ công bố sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 9 đã diễn ra vào chiều nay. Chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2024 có chủ đề Vươn mình tiến vào kỷ nguyên xanh, ghi nhận hàng loạt doanh nghiệp hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đã đầu tư mạnh mẽ để chuyển đổi xanh. Đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết, những doanh nghiệp có sản phẩm được công nhận thương hiệu Việt Nam năm nay đã thể hiện rõ nét vai trò đầu tàu, dẫn dắt tiến trình chuyển đổi xanh tại lĩnh vực sản xuất kinh doanh của họ, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế xanh của đất nước. So với năm 2022, năm nay cả nước có thêm 18 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam. Điều này cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng của chương trình đối với doanh nghiệp trong việc xúc tiến xuất khẩu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cũng như phát triển thị trường nội địa. Theo khảo sát của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, tỷ lệ doanh nghiệp đánh giá triển vọng kinh tế ngành trong 12 tháng tới rất tích cực là 2,8%, gấp 4 lần so với khảo sát vào tháng 4 năm 2023. Nhận định này được Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân đưa ra trong báo cáo gửi Thủ tướng mới đây sau khi khảo sát gần 900 đại diện lãnh đạo doanh nghiệp. Niềm tin của doanh nghiệp về triển vọng kinh tế 12 tháng tới có sự cải thiện ở tất cả các mặt, phù hợp với các dữ liệu kinh tế vĩ mô. Theo Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, dù còn không ít doanh nghiệp nhận định tiêu cực về nền kinh tế, nhưng khi so sánh với hai kỳ khảo sát trước, niềm tin của doanh nghiệp về triển vọng kinh tế vĩ mô, triển vọng thị trường cho sản phẩm kinh doanh trong khảo sát lần này đã thể hiện sự tích cực ở tất cả các mặt. Tuy nhiên, khó khăn và thách thức dự báo vẫn hiện hữu khi tỷ lệ doanh nghiệp lựa chọn các đáp án tiêu cực và rất tiêu cực còn ở mức khá cao, 45%. Thưa quý vị, thị trường thương mại điện tử tháng đầu năm 2024 đã ghi nhận doanh thu vượt 227.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 38% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong ngành thương mại điện tử của Việt Nam. Và đáng chú ý là các sản phẩm giá rẻ dưới 200.000 đồng chiếm hơn một nửa tổng doanh số, cho thấy xu hướng tiêu dùng tập trung vào các sản phẩm có giá thành hợp lý. Sản phẩm dưới 100.000 đồng cũng chiếm tỷ lệ lớn. Bên cạnh đó, các cửa hàng chính hãng trên các sàn thương mại điện tử cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Bộ Công Thương vừa chỉ đạo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số làm việc yêu cầu Temu tuân thủ pháp luật Việt Nam và sẵn sàng phương án áp dụng giải pháp kỹ thuật ngăn chặn phù hợp ngay trong tháng 10 năm 2024. Công văn do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ký nêu rõ, thời gian gần đây các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới như là Temu, Shein, 1688 tiến hành các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nhưng chưa đăng ký hoạt động với Bộ Công Thương. Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu ngay trong tháng 10 này, Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tăng cường truyền thông, hướng dẫn người tiêu dùng thận trọng khi thực hiện mua sắm trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới. Thưa quý vị, với lợi thế cả nước sâu, tỉnh Hà Tĩnh đang nỗ lực xây dựng trung tâm logistics xứng tầm. Trung tâm này sẽ trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi vận tải toàn cầu, đưa Hà Tĩnh thành trọng điểm vận tải của cả nước. Cảng Vũng Áng thường xuyên tiếp nhận tàu bốc dỡ hàng hóa, hiện được quản lý bởi Công ty Cổ phần Cảng Quốc tế Lào Việt. Trong 9 tháng đầu năm 2024, công ty đã bốc dỡ hơn 8 triệu tấn hàng hóa, đạt doanh thu 190 tỷ đồng nhờ chính sách hỗ trợ của tỉnh Hà Tĩnh. Cụm cảng Vũng Áng Sơn Dương có độ sâu 15 đến 22 mét, ít bồi lắng, lý tưởng cho cảng nước sâu trung chuyển quốc tế, tiếp nhận tàu từ 50.000 đến 300.000 tấn tổng tải trọng. Điều này thu hút nhiều dự án lớn, giúp lượng hàng hóa thông qua cảng tăng 20 đến 30% mỗi năm. Hỗ trợ các cái nhà đầu tư hiện nay đang đầu tư các cái cảng, các cái bến trong khu vực để mà sớm hoàn thành để mà đưa vào khai thác nhằm tạo tăng thêm cái năng lực tiếp nhận tàu thuyền ở trong khu vực. Với việc triển khai đồng bộ các chính sách phát triển dịch vụ logistics và xuất khẩu, Hà Tĩnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics của vùng Bắc Trung Bộ theo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiều ngày 27 tháng 10 tại sân bay quốc tế Phnom Penh, hãng hàng không quốc gia Việt Nam Vietnam Airlines đã khai trương đường bay thẳng Hà Nội Phnom Penh. Đường bay mới sẽ hoàn thiện mạng lưới kết nối và giao thương giữa hai nước láng giềng đang phát triển mạnh mẽ. Vietnam Airlines, hãng hàng không duy nhất khai thác đường bay này, sẽ thực hiện 4 chuyến mỗi tuần vào các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật. Đường bay mới nâng tổng số đường bay giữa Việt Nam và Campuchia của hãng lên 5, với 86 chuyến mỗi tuần. Theo thống kê, Vietnam Airlines đã vận chuyển gần 8,2 triệu lượt hành khách.
28.400 tấn hàng hóa trên hơn 81.000 chuyến bay giữa Việt Nam và Campuchia trong hơn 3 thập kỷ qua. Chuyến bay khai trương chở 107 hành khách cất cánh từ Nội Bài vào lúc 17:10 và hạ cánh tại Phnom Penh vào lúc 19:05 cùng ngày.